Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phòng chống thiên tai. Chương trình do Quỹ phòng chống thiên tai và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm chính giữa mùa đông 2019-2020. Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, thời tiết mùa đông xuân năm nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, không theo quy luật. Hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra với tần suất nhiều hơn. Thời điểm chính đông dự kiến sẽ kéo dài sang tháng 2 năm 2020. Nhiều khả năng rét đậm, rét hại xuất hiện muộn. Vì thế bà con nông dân cần chủ động các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực vùng thấp sẽ chịu ảnh hưởng từ 5 đến 7 đợt rét và vùng cao từ 7 đến 8 đợt rét. Những đợt rét này được dự báo có khả năng xảy ra hiện tượng sương muối, vùng cao khả năng xảy ra băng tuyết với cường độ nhẹ đến trung bình. Bên cạnh đó, tổng lượng mưa trong cả vụ đông xuân thấp hơn so với nhiều năm trước và hiện tượng biến đổi dòng chảy của các sông suối trên địa bàn sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi nếu không có biện pháp phòng chống hiệu quả. Có những đợt rét đậm kéo dài từ 5 đến 7 ngày và rét đậm tập trung vào tháng 1 và tháng nửa đầu tháng 2 năm 2020. Thì đợt rét đậm đầu tiên ở Lào Cai là khả năng xảy vào cuối tháng 12 năm 2019. Đặc biệt các cái vùng núi cao trong tỉnh thì khả năng tiếp tục xuất hiện khoảng 2 đợt băng giá và sương muối nữa. Một cái điều khuyến cáo đối với người dân ở trong tỉnh là khả năng xuất hiện những cái đợt rét coi như là khốc liệt, có nghĩa là nó đợt rét là không khí về rất mạnh và sẽ gây ra cái nền nhiệt độ thấp đột ngột. Đối với cây trồng, theo kế hoạch của ngành nông nghiệp, vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng khoảng 10.500 ha, chủ yếu là các loại rau đậu, khoai lang, khoai tây, dược liệu và các loại cây trồng khác. Vụ xuân dự kiến sẽ gieo cấy khoảng 10.000 ha lúa và hơn 11.000 ha ngô xuân. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương cũng như mỗi hộ dân cần chủ động các biện pháp chống rét cho cây trồng hiệu quả. Đối với cây rau màu, bà con nông dân cần theo dõi sát tình hình thực tế của rét đậm rét hại để chủ động nguồn giống, vật tư phân bón, gieo trồng đúng khung lịch thời vụ cho phép. Đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong thâm canh, xen canh tăng vụ, sử dụng các giống ngắn ngày, giống có khả năng chịu rét và chống chịu sâu bệnh để gieo trồng bổ sung nếu bị thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra. Đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch, cần tiến hành thu hoạch sớm, đúng lứa, đảm bảo năng suất chất lượng. Tỉa thưa cành lá hợp lý, tạo bộ tán thông thoáng sẽ hạn chế sâu bệnh gây hại. Trong quá trình canh tác, bà con nên sử dụng túi ni lông, rơm dạ để phủ luống, sử dụng vòm tre thấp, nhà màng, nhà lưới để chống rét cho cây trồng vụ đông. Đối với diện tích cây trồng ngoài trời, nếu bị ảnh hưởng do sương muối, băng tuyết nhẹ, bà con có thể sử dụng biện pháp thủ công để khắc phục trước mắt, đồng thời tăng cường chăm sóc để cây nhanh chóng phục hồi. Chúng ta sử dụng nước uroa để tưới nước hoặc là để xua tan cái băng giá để tránh được tay cháy lá và táp lá cũng như các bệnh sương mai. Cũng như đồng thời là chúng ta cũng đối với các cái loại cây trồng mà có cái bộ lá lớn như là cà chua rồi các cái loại đậu đỗ thì chúng ta tiến hành tỉa thưa cái bộ lá để tránh sâu bệnh hại phát sinh. Ngay sau Tết Nguyên đán, nông dân vùng thấp sẽ bước vào chuẩn bị gieo cấy lúa vụ xuân. Tuy nhiên, thời điểm gieo mạ dự kiến sẽ tiếp tục có những đợt rét đậm rét hại cường độ mạnh và kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Vì thế bà con nông dân cần căn cứ vào tình hình thời tiết cụ thể để xuống giống. Trong vụ đông, diện tích mạ nên gieo khi nhiệt độ khoảng từ 15 độ C, làm nhà vòm bằng ni lông trắng để bảo vệ. Đồng thời thực hiện bơm nước giữ ấm cho mạ, không bón phân đạm, bón bổ sung phân chuồng, hoai mục, phân lân cho bếp để chống rét cho mạ. Không cấy và gieo mạ sau khi nhiệt độ xuống dưới
15 độ C và chúng ta sử dụng các biện pháp về màng che phủ ni lông, rồi các biện pháp kỹ thuật bón phân cân đối để chúng ta chăm sóc mạ để hạn chế cái ảnh hưởng của rét đậm rét hại. Gieo mạ tập trung quanh cái tiết lập xuân, tức là đầu tháng 2. Nên năm nay thì nó có cái thời vụ sản xuất vụ xuân năm nay thì nó có cái khác mỗi năm là chúng ta tổ chức gieo mạ sau soi Tết. Theo thống kê của các địa phương, hiện toàn tỉnh có khoảng 152.000 gia súc với khoảng 49.000 hộ chăn nuôi. Trước mùa đông 2019-2020, toàn tỉnh đã thực hiện điều tra thống kê chuồng trại chăn nuôi. Theo đó, số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo chống rét là gần 36.000 hộ, chiếm 73,2%. Số hộ có chuồng tạm khoảng 10.600 hộ, chiếm 21,7%. Và số còn lại là hộ không có chuồng nuôi nhốt gia súc. Cũng qua điều tra cho thấy, toàn tỉnh còn khoảng 300 hộ dân có chăn nuôi gia súc nhưng đang thả rông, chiếm 0,6% số hộ có chăn nuôi gia súc lớn. Trước mùa rét, tỉnh Lào Cai đã triển khai công tác tiêm phòng các loại vaccine bắt buộc nhằm nâng cao khả năng chống chịu bệnh dịch bùng phát cho mùa đông khi mà sức đề kháng của gia súc bị giảm sút. Nông dân toàn tỉnh cũng trồng được gần 3.300 hectare cỏ, ước tổng sản lượng đạt khoảng 820.000 tấn, đáp ứng khoảng 44% nhu cầu thức ăn thô xanh cho đàn gia súc. Giống cỏ chủ yếu là cỏ VA06, cỏ voi, trồng ngô với mật độ dày. Tận dụng thân lá cây ngô, cây lạc để chế biến làm thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông. Ở khu vực vùng cao Lào Cai, khi nhiệt độ xuống thấp, gia súc đã được bà con lùa về chuồng nuôi để chăm sóc, tránh rét, không nuôi thả. Đối với những hộ bị thiếu thức ăn thô dự trữ, bà con cần nấu cám cho đại gia súc ăn và tăng cường thêm thức ăn bổ sung để gia súc đủ sức khỏe chống rét. Mùa này nó cỏ nó ít quá, cho tầm một ngày cho sáng cũng cho nước uống tí và mình cắt cây chuối xào với ngô cho nó ăn cho nó no, thì để chiều mình cho một tí cỏ nó ăn nữa thì là đủ một ngày. Kiểm tra toàn bộ các huyện thành phố để đôn đốc chỉ đạo cái thực hiện cái rà soát lại cái, đồng thời chỉ đạo các huyện thành phố là rà soát lại toàn bộ cái tình hình chuồng trại dự trữ thức ăn để có cái biện pháp chỉ đạo những cái xã trọng điểm mà có tỷ lệ hộ có chuồng trại ít hoặc là người dân còn chủ quan lơ là, thì tăng cường cái chỉ đạo đôn đốc. Rét đậm rét hại nó có nhiều băng tuyết nó thường xảy ra bất thường. Thế thì ngành chuyên môn của chúng tôi khuyến cáo người dân là tăng cường cái chủ động cái thực hiện các biện pháp, tổng thể các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Đặc biệt là vào những cái thời điểm mà nhiệt độ xuống dưới 12 độ C thì không chăn thả và không cho gia súc làm việc. Thế và bổ sung thức ăn tinh cũng như là cung cấp đầy đủ mọi thức ăn xanh cho đàn gia súc. Thế và nấu cháo cám nóng cho gia súc ăn vào buổi sáng, bổ sung thêm muối, nước muối và nước gừng cho gia súc tăng thân nhiệt. Thế và đặc biệt là không chăn thả. Theo chỉ đạo của ngành nông nghiệp, khi xảy ra rét đậm rét hại, cán bộ các địa phương cần tập trung xuống các thôn bản tuyên truyền hướng dẫn nhân dân không chăn thả, không bắt gia súc làm việc trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều. Những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C không thả rông gia súc, thực hiện chăm sóc tại chuồng, cung cấp đủ lượng thức ăn nhằm đảm bảo đủ sức chống rét cho gia súc trong những ngày rét đậm rét hại. Lào Cai hiện đang chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại thứ hai trong mùa rét năm 2019-2020 và sẽ còn chịu ảnh hưởng của đợt rét có cường độ mạnh vào cuối tháng 12 này. Vì vậy, thời điểm này, bà con nông dân cần chủ động thu hoạch rau màu đúng lứa, chuẩn bị thêm thức ăn và chủ động các biện pháp chống rét cho cây trồng vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, rét đậm, rét hại, mưa tuyết, băng giá, sương muối là những dạng thiên tai điển hình trong mùa đông ở Lào Cai. Việc các tổ chức cá nhân thực hiện thu nộp quỹ phòng chống thiên tai đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu giao sẽ giúp tỉnh có nguồn kinh phí ổn định, đủ lớn để kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Theo tổng hợp của cơ quan quỹ phòng chống thiên tai, hiện còn rất nhiều các cơ quan doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thực hiện nộp quỹ phòng chống thiên tai theo quy định. Đến thời điểm này, tổng thu quỹ mới đạt khoảng 40%. Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai cũng đã quyết định gia hạn để các doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai hoàn tất thủ tục hồ sơ để xin miễn giảm quỹ phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, đến hết ngày 20 tháng 12 theo quy định, một số đơn vị đủ điều kiện xin miễn giảm vẫn chưa hoàn tất hồ sơ theo quy định. Quỹ phòng chống thiên tai được thu theo quy định của luật. Vì thế, mọi người lao động, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải nộp nguồn quỹ này.
Tiếp tục đôn đốc mà tới đây trong tháng 12 thì chúng tôi sẽ tổ chức phối hợp với thanh tra sở đi đến một số những doanh nghiệp, chính xác là chúng tôi khoảng độ 60 doanh nghiệp có số thu từ 30 triệu trở lên, chúng tôi sẽ lọc ra lựa chọn và xem xét tổ chức lập kế hoạch thành lập đoàn để đi kiểm tra và xử phạt theo đúng quy định, phối hợp với ban thi đua khen thưởng của tỉnh. Đấy, báo cáo Ủy ban tỉnh sẽ là trừ điểm cái thi đua đối với cơ quan nhà nước thì cũng là phải xem xét những cái việc để chấm điểm thành tích của cuối năm. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan doanh nghiệp hợp tác xã chưa thực hiện nộp quỹ phòng chống thiên tai theo quy định sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể, còn đến 940 đơn vị chưa thực hiện nộp nguồn quỹ này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Minh 124.792.156 đồng. Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai 121.900.000 đồng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh 121.150.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung Hải 110.100.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama 110.099.917 đồng. Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 109.960.000 đồng. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sapa Lào Cai 107.950.000 đồng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại số 1 Lào Cai 106.533.703 đồng. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Xây 105.100.000 đồng. Công ty cổ phần đầu tư Apatit Tam Đỉnh Lào Cai 103.900.000 đồng. Công ty cổ phần Tứ Đỉnh 103.350.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Sapa 101.820.000 đồng. Công ty cổ phần thương mại xây dựng Lào Cai 100.886.738 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng 100.692.599 đồng. Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm Tùng Lâm 100.600.000 đồng. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình phòng chống thiên tai cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.